chung là sản phẩm mình đang thua sản phẩm hương cây gỗ vô chương kể hương đá của anh Tùng 8 Xuân Khúc. Từ đây cây đây 2 tháng thì đến nay đã xong thì nó bàn ra. Chung là mình cũng nhất trí đấy. Chào cảm ơn nhé. Hiện tại là vừa bàn giao gia đình nhà chú Thủy tại khu Hùng Việt Bập Khê, một bộ trường kỷ gỗ hương đá khu Tăng Châu khu Tăng Châu các nhỉ. Tăng Châu. Trong hóa đơn này được ghi bác cái tên là gì cho đọc không rõ một Bác Vĩnh nhé. Vâng, Bác Vĩnh Thủy à. Vâng, Bác Vĩnh Thủy tại khu Tăng Châu Hùng Việt Cẩm Khê, một bộ trường kỷ gỗ hương đá tôi vừa bàn giao và kê kích ở không gian phòng khách nhà bác đây. Trong nhà bác có bộ đồ thờ rất là đẹp. Trường kỷ đục tích, tích Tam Quốc, đục phách, đục tích, đục nền. Mặt bàn thuận buồm xuôi gió. Chọn gỗ chọn vân. Chủ nhân của sản phẩm đấy nhá. Chủ nhân của sản phẩm thôi. Quý khách hàng là có nhu cầu muốn liên hệ các sản phẩm hàng thợ như này liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhé. Cứ sở chúng tôi địa chỉ tại Văn Khúc Cẩm Khê Phú Thọ. Cái bộ này được cái tay với cái này vân loang loang rất đẹp. Vân. Gỗ này là gỗ gì chú? Gỗ hương các bạn. Gỗ hương. Gỗ hương. Không, gỗ này gỗ hương đá. Hương đá. Hương đá này vân đẹp á. Cái bộ này vân nó đẹp. Nhìn cái tay này. Nhìn cái thịt nạc ấy. Hơn 30 ạ. Đây là chủ nhân của sản phẩm nhé. Đây cho phỏng vấn bác tí xem cho bàn giao bộ bàn ghế bác đặt xem có ý kiến thì bác cho cháu xin ý kiến bác nhỉ. Nói chung là sản phẩm mình đang mua sản phẩm hương cây gỗ vô chương kể hương đá của anh Tùng 8 Xuân Khúc. Từ đây cây đây 2 tháng thì đến nay đã xong thì nó bàn ra. Chung là mình cũng nhất trí đấy. Chào cảm ơn nhé.